Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bạn đang quan tâm đến một loại cây trồng có tiềm năng kinh tế cao và khả năng phát triển bền vững, mang lại thu nhập ổn định, thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cây bổ kết, một loại cây có giá trị kinh tế tăng dần qua từng năm. Hãy cùng tìm hiểu xem đầu tư vào cây bổ kết có thể giúp bạn đạt được những lợi ích gì và nguồn thu nhập như thế nào theo thời gian. Trước tiên thì hãy cùng nhìn lại một chút về cây bổ kết. Đây là một loại cây dược liệu quý tại Việt Nam, có ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm và trong cả y học cổ truyền. Chính vì vậy, nhu cầu tiêu thụ bổ kết không ngừng tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho những người trồng tận dụng và phát triển mô hình này. Cây bổ kết trưởng thành có thể là sẽ mất 2 năm, 3 năm đầu để chúng ta chăm sóc cây. Trong 2 năm đầu tiên thì cây bổ kết còn đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển bộ rễ. Mặc dù chưa cho trái nhưng mà đây là thời điểm quan trọng để cây phát triển mạnh mẽ và sẵn sàng cho việc ra hoa kết quả trong những năm tiếp theo. Những năm đầu này, chi phí chủ yếu sẽ dành cho việc chăm sóc cây, bón phân hữu cơ để thúc đẩy sự phát triển của cây. Từ năm thứ tư thì cây bổ kết ghép bắt đầu cho trái và có thể đạt năng suất từ 30 tới 50kg quả trong giai đoạn này. Với mức giá trên thị trường hiện tại dao động từ 30 tới 45 ngàn đồng 1kg thì chúng ta có thể thấy tiềm năng thu nhập ổn định từ cây bổ kết ghép khi còn khá trẻ. Ví dụ như là bạn trồng 100 cây bổ kết với sản lượng thu hoạch từ 30 tới 50kg quả mỗi một cây, đấy, mang lại thu nhập từ dao động thì các bạn có thể tính là 100 cây là một năm chúng ta sẽ có khoảng 3 tấn quả nhân với giá 30.000 đồng 1kg. Đấy thì nó cũng mang lại cái giá trị rất là cao. Khi cây bổ kết từ năm thứ 7 tới năm thứ 10 thì đây là thời điểm mà sản lượng của cây tăng lên đáng kể. Mỗi cây có thể cho dao động từ 80 tới 100kg quả mỗi năm, với mức giá bán tương đương với thu nhập của cây bổ kết sẽ gia tăng đáng kể. Giả sử như bạn sở hữu một khu vườn 200 cây bổ kết đang ở giai đoạn sinh trưởng tối ưu, sản lượng có thể thu hoạch từ 80 tới 100kg quả mỗi một cây, nhân với 200 cây thì nó cũng mang lại một con số vô cùng ấn tượng, phải không nào? Khi cây bổ kết vượt qua mốc 10 năm thì sản lượng có thể tăng nhẹ và giữ ở mức ổn định, tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc và môi trường trồng. Cây bổ kết có tuổi thọ cao và có thể tiếp tục cho quả hàng năm và mang lại nguồn thu nhập bền vững trong thời gian dài. Đặc biệt là do bổ kết là một loại cây ít sâu bệnh, có khả năng thích ứng với điều kiện môi trường đa dạng, chi phí bảo dưỡng thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà vườn duy trì cái mô hình đầu tư lâu dài. Để cây bổ kết đạt được năng suất cao và tăng trưởng ổn định thì việc chăm sóc và bón phân đúng cách là rất quan trọng. Phân hữu cơ và các loại phân vi sinh sẽ giúp cây phát triển bộ rễ mạnh mẽ và duy trì độ màu mỡ của đất. Cây bổ kết thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới hoặc bán nhiệt đới. Tuy nhiên, việc trồng cây bổ kết ở khu vực có lượng mưa và ánh sáng phù hợp sẽ giúp cây đạt hiệu quả tốt nhất. Với phương pháp ghép thì đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cây bổ kết cho trái sớm và đạt năng suất cao. Lựa chọn mắt ghép từ những cây bố mẹ có chất lượng cao sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong quá trình phát triển và thu hoạch. Với khả năng tăng trưởng sản lượng qua từng năm và tiềm năng kinh tế dài hạn thì bổ kết là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư nông nghiệp. Đầu tư vào cây bổ kết không chỉ giúp bạn tạo ra nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần vào việc bảo tồn và phát triển một loại cây dược liệu quý của Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì việc đầu tư vào cây bổ kết mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn, đặc biệt là khi cây trưởng thành. Tuy nhiên, để thấy được tiềm năng đầy đủ của nó thì chúng ta cần phân tích sâu hơn về các yếu tố giúp gia tăng lợi nhuận và đồng thời giảm thiểu rủi ro trong cái quá trình đầu tư. Chi phí ban đầu cho việc trồng cây bổ kết chủ yếu là việc mua giống cây và chi phí chuẩn bị đất đai. Chi phí này có thể dao động từ 30 tới 40 ngàn đồng một cây bổ kết ghép. Tùy vào thời điểm mà các bác nên lựa chọn vào cái thời điểm chúng ta trồng để cho nó phù hợp so với từng tỉnh. Từ năm thứ tư trở đi thì thu nhập của cây bổ kết bắt đầu có thể ổn định và năm thứ 7 đến năm thứ 10 bạn sẽ thấy sự gia tăng đáng kể về sản lượng và thu nhập. Khi cây đạt độ tuổi trưởng thành cho trái nhiều thì mỗi cây có thể cho thu hoạch từ 80 tới 200kg quả cũng có nha mọi nhé. Với giá bán quả bổ kết dao động từ 30 tới 45 ngàn đồng 1kg, nếu bạn sở hữu 100 cây sau 7 năm thì bạn có thể đạt một cái doanh thu khá là lớn rồi. Vì vậy, việc nếu bạn có khoảng 1.000 cây bổ kết trong khu vườn của mình ấy, thì các bác có thể tưởng tượng ra được một cái con số thu nhập về rất chi là cao. Một lợi thế khi đầu tư vào cây bổ kết đấy là chi phí vận hành rất thấp so với những cây trồng khác. Bổ kết không yêu cầu quá nhiều nước và có khả năng chịu hạn rất tốt. Vì vậy,
Ngay cả trong mùa khô, bạn vẫn có thể duy trì cây phát triển mà không gặp quá nhiều khó khăn như những cây ăn trái, cây cam, cây bưởi. Hơn thế nữa, việc chăm sóc cây bồ kết không đòi hỏi quá nhiều công lao động. Cây có thể phát triển trong điều kiện tự nhiên mà không cần quá nhiều công chăm sóc. Không phải tỉ mỉ, chăm sóc tỉ mỉ giúp giảm thiểu chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận. Ngoài việc trồng cây bồ kết và thu hoạch quả thì một trong những cách gia tăng giá trị từ kinh tế từ cây bồ kết là khai thác các sản phẩm phụ như là chúng ta có thể sản xuất dầu gội. Ngoài các bác không muốn xuất khẩu nguyên liệu, không muốn xuất quả thì chúng ta có thể nghiên cứu và sản xuất ra những cái sản phẩm tiếp theo từ bồ kết. Một yếu tố quan trọng nữa khi đầu tư vào cây bồ kết đấy là việc bảo vệ và phát triển cây giống. Như bạn đã thấy thì việc chọn cây giống bồ kết ghép chất lượng từ cây mẹ là điều quan trọng để đảm bảo năng suất và chất lượng của quả về lâu dài. Ngoài ra thì việc duy trì các giống cây bồ kết trong vườn ươm chất lượng và bảo tồn cây giống không chỉ giúp tạo ra sản phẩm cây giống chất lượng mà còn hỗ trợ trong việc duy trì tính bền vững của ngành nông nghiệp này. Với những lợi ích rõ ràng về kinh tế và sự phát triển ổn định, tiềm năng thu nhập bền vững thì cây bồ kết thực sự là một sự lựa chọn sáng suốt cho các nhà đầu tư. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư vào cây bồ kết không chỉ giúp bạn có một nguồn thu nhập ổn định mà còn là một phần trong nỗ lực bảo vệ và phát triển những cây quý giá của Việt Nam. Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình đầu tư vào cây bồ kết và cần thêm thông tin thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc màn hình. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và cung cấp thông tin cho bạn. Hãy để cây bồ kết giúp bạn xây dựng một nguồn thu nhập bền vững và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn có những quyết định đầu tư sáng suốt và một hành trình thành công với cây bồ kết. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trong chuỗi video về đầu tư nông nghiệp. Hãy chia sẻ video này tới nhiều người khác, nhiều người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững. Cảm ơn các bạn dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công với mô hình đầu tư trồng cây bồ kết. Xin trân trọng kính chào.